Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Lộc Tsutaki. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một series mới được mang tên là Minecraft Kỵ Sĩ Rồng. Và trong series lần này thì mình sẽ tập trung vào việc tìm hiểu về những loài rồng ấy. Ở đây thì chúng ta sẽ có được khai khá rồng á các bạn ơi. Nào là rồng mặt trời này, rồng Wither, rồng rừng, rồng bão và rất là nhiều loài rồng khác ở đây này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cố gắng tiêu diệt được cái con rồng mạnh nhất trong thế giới, đó chính là con rồng ba đầu nha. Và bên cạnh đó thì có rất là nhiều bộ giáp cũng như là dụng cụ VIP để chúng ta có thể chế tạo trong quá trình đi thuần phục những con rồng. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu công đoạn sinh tồn đầu tiên, đó chính là đi lấy gỗ nha. Và gần đây thì nó có xuất hiện một cái ngôi nhà, các bạn có thể nhìn trên minimap kìa. Đó, một cái ngôi nhà ở phía trước mình luôn. Đó, rất là tiện. Rồi giờ mình sẽ lấy một ít gỗ rồi chúng ta đi vào bên trong ngôi nhà đó coi nó có cái gì nhá. À mà quên nữa, vì đây là một cái series phiêu lưu cho nên mình xin các bạn là cho mình chỉnh mã chết không bắt đầu nhá. Game rule keep inventory mình sẽ bật lên nhá. Rồi để mình có thể đi khám phá dễ dàng hơn, tại vì trong đây có những con boss ấy rất là mạnh luôn, nhiều khi mình nhìn nó một cái là mình ngỡm. Thành ra phải có cái lệnh này, nếu không thôi là không có lấy lại đồ được á. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo một ít cái dụng cụ cần thiết, đó chính là một cây cúp để chúng ta có thể bắt đầu đi mai nhá. Mình sẽ làm một cây cúp bằng gỗ và sau đó làm thêm một cây rìu nữa để chặt cây cho tiện. Rồi lấy lại các bạn chế tạo nè. Đi vào bên trong ngôi nhà coi có cái gì không. Và ở đây có rất là nhiều bò nè. Ô có cừu luôn. Wow, có cừu, vậy là chúng ta có thể qua đêm được rồi. Đó, mình sẽ tiêu diệt một ít bò để lấy thêm thịt cũng như là da thuộc nhá. Tiêu diệt bò này. Tiêu diệt bò và lấy cừu luôn. Để coi cừu nếu ba con ấy thì mình sẽ tiêu diệt, còn nếu hai con thì chắc mình sẽ cắt lông á. Tại vì phiên bản này mình chỉ có thể làm được giường cùng một màu len thôi ấy. Rồi vậy mình sẽ đi dành một con cừu trắng ở đằng kia nhá. Rồi giờ thì đi vào bên trong ngôi nhà xem coi coi có đồ gì để mình có thể lấy được không, tại vì nhà này mình thấy khá là bự. Rồi đi vào bên trong coi. Ủa đường nào vào ta? Ô nhà này không có cửa à. Hình như nhà này không có cửa thì phải. Và bên kia có một cái đồi tuyết rất là cao kìa. À đây đây đây, cửa đây. Wow, bánh kem luôn, lò nung luôn, có tầng lầu luôn nè. Ô có giường luôn. Có giường luôn, vậy mình khỏi cần phải chế tạo rồi. What? Có kiếm sửa chữa luôn nè các bạn. Ô mới vào đã được cuốn đây được cái kiếm sửa chữa rồi. Ồ, và một cái ốc, một cái quần, một trái táo và một vài cái hạt giống. À, mình sẽ lấy một vài thứ cần thiết này nhá. Que thì mình sẽ lấy để chúng ta có thể chế tạo được đuốc nè. Rồi giờ mình sẽ lấy lúa để chúng ta ráp thành bánh mì ăn thôi. Lấy cái giường luôn. Đó. Rồi tạm thời thì nếu mình không tìm được chỗ để xây nhà thì chắc mình sẽ ở tạm chỗ này cũng được á. Rồi giờ mình sẽ đổi ra bánh mì để đi ăn cũng như và đi tìm một cái hang để đào mai luôn nhá. Không biết gần đây có cái hang nào không ta. Giờ có giường rồi, thành ra không cần phải giết cái cừu này đâu. Giờ chủ yếu là tìm một cái hang thôi. Và tốt nhất là nên tìm đồng bằng đi để cho dễ sống, chứ chỗ này cây không mà mình không thích cho lắm. Rồi tiêu diệt. Bên đây còn mấy bò nè, lấy luôn để mình kiếm thêm da thuộc á. Da thuộc trong đây rất là tiện nha, mình có thể chế tạo được những cái ba lô. Đây có rất là nhiều ba lô nè. Mình có thể chế tạo và mang theo để phục vụ cho việc mình chứa đựng những món đồ dễ dàng hơn á. Và đây chính là cái vùng đồng bằng nè. Ô nó gần biển luôn. Wow, để mình nhảy xuống nước coi. Không biết gần đây có làng không ta. Có làng vô sống chung với làng thì sẽ dễ dàng hơn, sẵn tiện bảo vệ mấy anh dân làng luôn. Mới vào đã có cây kiếm rồi, thành ra mình cũng không lo cho lắm. Đi qua bên đây một xíu coi nào. Bên đây có phải gần biển không? Hình như bên đây là gần biển rồi. Và có bí ngô nè. Để mình lấy một ít bí ngô đi, có gì mình cần sử dụng nữa. Và trong đây việc đi mai nó sẽ dễ dàng hơn, tại vì nó đã có được những cái cây búa tạ. Đây mình có được những cái cây stone hammer này, iron excavator gì nữa nè. Rất là nhiều thứ luôn. Nhưng mà để chế tạo thì chúng ta cần một cái bàn hammer crafting table. Để mình đi đào một ít cục đá cuội cái đã, rồi nung lên nha. Rồi bên đây coi. Ồ, bên đây là một cái vùng biển nè. Sống gần biển cũng khá là tốt á. Và trong đây là một cái hang. Ồ, có con zombie. Thôi, không nên quánh nhau với nó đâu.
giờ mình sẽ đi khám phá xung quanh chỗ mình trước, rồi sau đó mình sẽ đi đà mai sau nhá. Và trên kia, ô nàng tiếng cá kìa. Ô nàng tiếng cá kìa các bạn. Wow, mình gặp nàng tiếng cá rồi. Nàng tiếng cá kìa, hai nàng tiếng cá luôn chứ. Và đằng kia có một cái tòa tháp kìa, nhưng mà mình chưa có đủ sức để đánh đâu. Mình phải làm dấu chỗ này lại mới được. Để mình làm dấu chỗ này lại cái nha. Waypoint nè, để mình làm dấu lại một cái. Mình sẽ ghi là nàng tiên cá à, để sắp tới mình sẽ quay lại đây ấy, để nhìn mấy nàng tiên cá kìa. Mấy nàng tiên cá đang hát hay sao á. Wow, lần đầu mình gặp nàng tiên cá trong Minecraft luôn. Xịn nha. Rồi. Hình như cái tòa tháp bên kia là, để mình nhìn kỹ lại coi. Biết mấy nàng tiên cá có despawn không nữa. Hy vọng đừng có despawn nhá. Để khi nào mình mạnh lên rồi, rồi mình sẽ đi tìm lại mấy nàng tiên cá. Rồi qua bên đây coi. Bên đây thì không có chỗ nào để đi đào mai hết. Đây có một cái hang nè. Cũng tạm ổn. Mình sẽ lấy những cái cục đá cuội đầu tiên nhá, để chúng ta có thể bắt đầu nâng cấp lên một cái cây cúp bằng đá luôn. Đây, đặt cái bàn chế tạo xuống, ráp một cây cúp bằng đá. Rồi, giờ mình sẽ có thể vứt được những cái cây mình sẽ đi dành những cái cây rìu gỗ nè, cũng như là cây cúp gỗ, để chúng ta có thể nung đồ ấy. Tại vì đồ gỗ mà đều có thể nấu lên được hết trơn ấy các bạn. Đó, và mình cần than. Đây có than luôn, để mình làm đuốc thôi. Mình sẽ chế tạo một 4 cây đuốc và đặt trên tay. Đó, như vậy thì nó sẽ phát sáng lên. Và mình sẽ chế tạo một cái lò nung luôn. Đây, mình sẽ làm một cái lò nung sinh tồn giống như bình thường thôi, giai đoạn đầu mà. Rồi về sau thì mình sẽ bắt đầu chế tạo những món đồ trong những cái mod này nhá. Mình sẽ cho cái rìu này vào nè, cho đá cuội vào để mình làm cái bàn nha. Chế tạo cái búa tạ trước cái đã. Đá cuội vào. Đó, cái này chắc cần thêm một cây cúp nữa. Rồi, đợi cho nó nấu đi. Bồi thêm một ít cục gỗ. Đó, lấy than nhá. Tại vì than vừa là thứ để chúng ta nung nấu, vừa là thứ để chúng ta làm đuốc nữa. Thành ra cần phải đào nhiều nhiều á. Và bây giờ mình cần thêm sắt nữa. Không biết cái hang này có đủ sâu để cho mình sắt không ta. Mình sẽ lấy khoảng 10 cục than đi. Rồi mình sẽ đi tìm sắt nha. Rồi, 10 cục than luôn nè. Coi trong đây có sắt không. Cái này nó thông với đường bên đây nè. Nhưng mà không có sắt rồi. Bên đây còn có một cái tòa thành nữa. Tiếc ghê, tưởng đâu có sắt. Nhưng mà không sao. Giờ mình sẽ lấy lại cái rương của mình đây. Cái lò nung của mình cũng như là cái bàn chế tạo. Rồi chúng ta sẽ đi tìm một chỗ để đào mai nhá. Cái chỗ này tiếng cá mình đã làm dấu rồi, thành ra không có sợ bị lạc đâu. Mình quên đào một ít đá để làm cái rìu nữa. Giờ không có cái để chặt rồi nè. Rồi, làm một cái rìu luôn. Mình cần một ít que. Đó, làm một cái rìu. Hình như trong đây không có mấy cái mod liên quan về rìu thì phải. Để mình sợ thử coi. X. Có rìu nè. Wow, có rìu nhưng mà mấy cái rìu toàn thứ dữ mà mình không có đủ đồ để chế tạo ấy. Thôi, xài rìu của Minecraft thôi. Mình sẽ lấy cái lò nung này lại nha. Đây, lấy cái lò nung nè. Rồi tìm một nơi rồi chúng ta sẽ bắt đầu xây nhà này, cũng như là đi tìm xác luôn. Mình nghĩ là nên sống ở đồng bằng, tại vì đồng bằng dễ thủ lắm á các bạn. Chứ trên núi hoặc là gần biển thì chưa chắc an toàn đâu. Wow, và đây là một cái đồi có phủ tuyết ở phía trên luôn. Và đây là chỗ này có gà. Và có thêm một cái hang nữa nè. Cũng khá tốt đó. Cái quặng gì nè. Quặng này giống kim cương cực luôn á. Nhưng mà nó lại bảy màu. Đào được không? Đào được luôn. Fairy dust. Để mình sợ thử. Fairy dust queen á, trong mod queen ấy các bạn ơi. Queen đây. Cánh nè. Wow, cái này nó còn làm được cánh cơ. Công thức rất là rẻ luôn. Wow. Đào lẻ. để dành sau này mình còn làm cánh nữa. Vậy là cái này mình có thể bay mà không cần phải xuống the end luôn á. Cái gì vậy? Cái tiếng gì vậy? Thôi, ngủ. sợ quá, trong đây có nhiều cái nghe sợ ghê luôn. Rồi, để cái giường lại đây đi. Xuống cái hang này coi nó dẫn tới đâu. Đây có sắt rồi nè.
Để coi coi. Đào một lần được hai cục sắt luôn. Ở đây có quặng ferry nữa nè. Wow, lấy ferry liền. Đó, đào mấy cái này nó còn cho mình kinh nghiệm nữa cơ. Nhưng mà thỉnh thoảng mới cho thôi chứ không phải cái quặng nào cũng cho hết. Và cái này có quá trời luôn nhờ. Cái này không biết có làm giáp được không ta. Cái này xịn vậy mà làm giáp được chắc bá lắm luôn á. Rồi xuống đây nè. Ở dưới còn đường nữa nhưng mà bây giờ mình hết gỗ đi làm đuốc rồi. Đây còn đường không? Bên đây vẫn còn đường. Wow, được, ở đây vẫn còn cái mấy cái quặng ferry nè. Để mình tìm một cái chỗ nào đó để chặt gỗ cái đã. Ok, cảm ơn ơi, trong lúc phóng to bản đồ ra thì mình đã tình cờ phát hiện được một ngôi làng ở gần mình luôn nè. Một cái ngôi nhà kìa. Wow, vậy là chúng ta có chỗ để qua đêm rồi. Cũng như là mình sẽ sống chung với mấy anh dân làng cũng khá là ok á. Bây giờ mình coi coi. Mình đã đủ đồ rồi, quay lại cái ngôi làng luôn. Ở đây có cừu nè, sắp tới mình sẽ bắt đầu chăn nuôi gần cái ngôi làng này luôn ấy. Cũng như là lần này mình sẽ sống chung với mấy anh dân làng chứ không có sống riêng lẻ như những lần trước nữa nha. Để coi coi, ngôi làng này có vẻ khá là nhỏ. Nhưng mà không sao, nhỏ nhỏ hết nhưng mà mấy anh dân làng này sống hiền hòa bên nhau là được rồi. Anh này là anh làm giáp à. Wow, anh này là thợ vũ khí. Chắc mình sẽ ở nhờ cái nhà này quá hả, tại vì nhà này là rộng nhất nè. Và đây là giếng làng và có mía luôn. Ở bên kia còn có cái gì nữa kìa. Một giống như một cái tòa tháp canh vậy đó. Và làng này hình như là không có cái nhà của bác thủ thư rồi. Nhưng mà bây giờ mình cần phải nhân giống mía ra cái đã, tại vì mía là thứ giúp chúng ta có thể làm được cái bàn phù phép ấy. Đây mình sẽ lấy một ít mía và trồng ra thôi. Giờ mình còn chưa có sắt để làm được cái bộ giáp sắt để bảo vệ nữa nè. Để một xíu rồi đi mai mới được. Đó, nhưng mà cần phải chế tạo cái cây hammer trước cái đã, tại vì mình khá là thích cây đó. Rồi qua đây coi, đằng kia còn có bí ngô nữa. Tính ra ngôi làng này cũng khá là đẹp. Có nhà thờ nữa kìa. Wow, mà thôi đi, mình sẽ ở cái nhà thấp nhất luôn đi, tại vì mình ở ké mà. Ở nhà thấp nhất cũng được. Rồi cầm lại. Bây giờ mình sẽ thu hoạch giùm mấy anh dân làng này một ít cái cà rốt nha. Rồi sau đó mình sẽ lấy cà rốt ăn luôn. Giờ đói bụng quá trời rồi. Rồi giờ vào trong và bắt đầu chế tạo đồ thôi nha. Để coi. Ủa cái giường đâu mất tiêu rồi. Ủa cái giường mình để đằng kia rồi, để một xíu mình lấy vào trong đây luôn cái đã, để không tao không có cái mà ngủ nữa. Lò nung đặt bên đây đi. Đó. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo một cái chế tạo 4 cái bàn crafting trước nè. Đây, 1, 2, 3, 4. Đó. Kế tiếp thì mình sẽ làm hình như là như vậy đúng không? Đúng luôn. Cái này là cái đầu của cái hammer nè. Rồi sau đó mình sẽ gắn thêm hai cái như vậy. Đó, vậy là chúng ta đã được một cây hammer bằng gỗ rồi. Kế tiếp thì mình sẽ làm được hình như là đâu mình hammer đây, làm cái bàn nè. Đó, hammer crafting table. Và mình sẽ gắn vào đây. Rồi, công việc còn lại của mình á là cho que vào ở giữa. Đúng không ta? Để mình làm thêm ít que cái đã. Để mình thử nha. Nhưng mà giờ mình hết gỗ rồi, hết đá rồi. Phải đi đào thêm đá cái đã. Rồi, giờ mình sẽ mang theo cái bàn này luôn đi. Còn một xíu mình lợi cái hang á. Rồi mình làm một thể luôn cho nó tiện nha. Và phải chạy tới chạy lui. Rồi, đi thôi. Sẵn tiện nhớ lấy cái giường. Để không thôi không có cái mà ngủ nữa. Rồi, quay lại nè. Lên cù thì chắc mình sẽ không cần đâu. Mà thôi, cũng giữ đi. Gà thì rất là nhiều luôn. Để mình chịu khó làm một cái chuồng gà nhỏ nhỏ để chúng ta có nguồn lương thực ổn định nha. Khỏi phải xin đồ ăn của anh dân làng nữa. Qua bên đây coi, cái giường đâu rồi. Ôi, cái giường nó mất tiêu rồi. Ủa, nãy mình nhớ đặt cái giường gần lắm. À, đây, giường đây. Đó, rồi đi đào thêm một ít sắt nữa nha. Tại vì nãy mình thấy trong hang còn sắt á. Đâu ta? Xuống đây một cái. Ui da. Đâu mất tiêu rồi. Giờ phải cầm đuốc trên người nè. Đó, mình cầm một cây thôi để thắp sáng nha. Trong đây còn mấy cái quặng fairy nè. Cái này nhiều quá hả? Nhưng mà nó không có làm giáp được, tiếc ghê luôn.
Nhưng mà không sao, nhiều thì mình sẽ làm nhiều cánh, hư cái này thì mình xây cua cái khác cũng được. Rồi quay lại bên đây để chúng ta lấy thêm một ít cái đá nè. Tạm thời chắc mình sẽ sử dụng hammer đá nha. Khi nào mà có nhiều sắt hoặc là kim cương á thì mình sẽ nâng cấp lên, tại vì trong đây nó có hammer bằng vàng này, bằng kim cương nè, cũng như là bằng sắt luôn á, rất là xịn. Rồi tạm thời thì đặt cái bàn chế tạo hammer ngay đây. Rồi làm một cái hammer bằng đá xài nào. Như vậy nó một cây hammer liền. Rồi lấy lại cái bàn. Mình đào một phát là ha, 9 ô luôn á, 3x3 ấy các bạn. Đây mình sẽ đào thử nha. Đây đào cái này ra. Ta da, đào một phát nữa nè, mắc hết nha. Bụp. Đó, thích ghê chưa. Wow, có cây này đi mai là nhanh cực kỳ luôn. Lúc trước đi mai tốn cực kỳ nhiều thời gian, mà bây giờ có cái này chắc đi một xíu là đào được một cái hang siêu to khổng lồ luôn quá. Ở đây còn nữa nè, để mình đào thử coi có được không nha. Ô, nó đào được cả cái quặng ferry này luôn nè. Hay 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 á. Rồi, giờ mình sẽ làm một ít cái cây đuốc nữa. Giờ hết trơn đuốc mất tiêu rồi. Gắn đuốc vào. Đó. Ô, hang này tối thui luôn. Ô, đây có sắt này, đây có sắt nè. Để mình lấy sắt cái đã. Nước chảy ồn quá, nước chảy ồn quá à. Đây còn sắt nữa. Tranh thủ lấy sắt rồi chạy thôi. Nước chảy ồn quá trời luôn. Rồi, và khi mình đi xuống dưới này á thì mình gặp được cái quặng này, quặng xương thì phải nè. Mình thấy giống như khúc xương vậy đó. Ồ, đúng luôn, cái cục xương nè. Trong cái khối đá nó có dính cục xương kiểu như là hóa thạch vậy đó các bạn. Hay cực luôn. Và có than nữa, lấy luôn. Giờ có cây hammer á, thành ra đào mấy than rất là nhanh. Đây còn sắt, lấy sắt. Gặp cái gì vơ được á là mình vơ hết mang về. Đó, giai đoạn đầu mà cực kỳ khó khăn luôn. Rồi, ở đây kiểm tra. À, đây còn nữa nè. Đó, xiết nữa thôi là chúng ta đã bỏ sót một đống sắt ở phía trên đầu rồi. Đó, đặt cái này ra. Rồi, nhặt lại hết. Đào cái này hơi mau, đầy slot. Mình cứ mừng hột hoài nhìn mấy cái quặng ferry mà cứ tưởng kim cương á. Rồi, lấy mấy cái cục sắt ở trên đầu ra. Mình sẽ thủ sẵn cây kiếm. Rồi, chiến đấu với con Ripper luôn, cho nó nổ nha. Nổ đi, nổ đi, nổ đi. Nổ đi, nổ đi, nổ đi. À, không nổ à? Nổ. Ui. Rút bơ này nó nổ cái mình gần ngõm rồi nè. Wow, nguy hiểm cực, nguy hiểm cực. Rồi, giờ tìm một cái đường nào sâu sâu rồi đi mai luôn, tìm kim cương trong ngày đầu luôn cho nó tiện nha. Để mình qua bên đây cái đã, tại vì bên đây còn đường nè. Để coi nào, lấy cây cúp ra. Đào cái này cho nó tiện. Cây kia nó đào hơi khó để làm cầu thang đi lên á. Rồi, bên đây còn đường không? Tắt nước đi, nước ồn quá. Rồi, cắm lại cây đuốc để cho nó sáng. Wow, ở đây nhiều quặng ferry quá. Nhiều cực kỳ luôn á. Rồi, đào hết ra nha. Nãy giờ mình chắc cũng cả stack rồi. 32 cái rồi các bạn ơi, 32 cái quặng ferry rồi, có vàng rồi nè. À mà quên nữa, vàng đâu có đào được bằng đá đâu. Cúp đá còn đào đâu được quặng vàng đâu các bạn. Và ở đây có lava nè, mình nhìn trên minimap mình thấy. Và nó có cái quặng gì nữa. Ủa, cái này có vẻ đào không được rồi, tại vì nó đào lâu quá ấy. Có sắt nữa, lấy sắt. Để một xíu rồi mình nung mấy cái quặng này ra. Rồi chúng ta nâng cấp lên cái hammer bằng sắt luôn nha. Đào thử mấy cái quặng kia coi có được không. Ngoài ra còn phải làm cái xô nữa. Đi mai mà không có cái xô thì hơi bị mệt như mấy cái hố lava này luôn ấy. Rồi lấy hết mấy cái sắt nè. Đi lên trên đây coi. Wow, đây là một cái hang dẫn đi lên rồi. Đi lên mình không cần. Thôi mình quay trở lại cái hồ lava á. Rồi mình sẽ đặt ở dưới là một cái lò nung để mình bắt đầu nung sắt. Và chúng ta sẽ bắt đầu nâng cấp lên những cái cây hammer cao cấp hơn nha. Đó chính là bằng sắt ấy. Rồi, đào cục này ra. Rồi, nhặt lại. Để coi mình đặt sẽ đặt cái bàn đó ở đâu ta. Mình đặt ngay vị trí này luôn đi. Đặt bàn chế tạo xuống nè. Đặt giường xuống ngủ được chưa? Ồ, đặt ngủ được luôn nè. Rồi, giờ mình sẽ ngủ một cái nha. Và trên minimap thì mình thấy kế bên mình còn một cái hồ lava nữa. Nè, bên đây là còn hồ lava nè. Để mình đào qua bển thử luôn nha. Biết đâu bên kia lại có kim cương thì sao. Rồi, đi qua nào. Tới chưa? Gần tới rồi. Vài block nữa thôi.
Đó, mình zoom cái mini map lên nè. Đây nè, ui nó có cái gì nữa nè. Có cái gì á? À, kinh nghiệm. Ô, trong đá nó cũng có kinh nghiệm luôn. Ủa? Ủa chưa tới hả? Hay là ở phía dưới? Ủa hay là ở phía dưới ta? Ô, gần lắm rồi nè. Nè, mình đi qua luôn rồi. Hình như mình đi hố rồi các bạn ơi. Wow, mình nghe tiếng ngục. Ồ, đây 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 đây, tới rồi, tới rồi. Ô, thôi 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 thôi, trở lại trở lại trở lại. Không dạy mà đi xuống dưới gấp đâu, lỡ mình bị quánh á, mất đồ thì sao. À mà quên nữa, mình hình như mình có xin keep inventory rồi mà, sợ gì. Nhưng mà thôi, cẩn thận, vẫn là trên hết á. Rồi, đào hết sắt cái này cái đã. Rồi chúng ta sẽ lên trên để nung sắt ra nha. Rồi làm cái hammer bằng đá, à không, bằng sắt, cũng như là cây cúp bằng sắt luôn. Tại vì một số trường hợp thì mình bắt buộc phải sử dụng cúp hả. Mình sẽ làm hai cái lò nung đi, để nung cho nó nhanh. Hai cái lò nung nè, đặt xuống ngay tại vị trí này. Cho than vào đây, cho than vào bên đây. Và nung sắt lên đi. Đó, nung sắt lên nhá. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ ăn một cái, tại vì nãy giờ đói bụng quá trời rồi, quá đất rồi nè. Đó, ăn vô. Rồi, no bụng rồi. Giờ thì đợi lấy sắt ra. Đó, chúng ta đã được thành tựu kiếm lấy phần cứng rồi. Đó, lấy thêm một cục nữa là chúng ta làm được một cây cúp sắt rất là xịn rồi, đào được kim cương rồi đó. Rồi, làm một cây que nè. Làm một cây cúp luôn. Ta-da! Rồi, đi xuống dưới trước một xíu. Nó nấu xong á, quay lại để làm hammer sau cũng được. Xuống đây nào, đào này được chưa ta? Ủa, cái cục đá gì nè? Ruby! Wow, cái này có ruby luôn. Ruby. Cái này có một mũi khoan nữa nè. Mũi khoan nữa nè các bạn ơi. Ô, để một xíu mình làm thử mũi khoan coi. Đủ vật liệu ấy là mình sẽ làm cái mũi khoan liền luôn. Hơi bị xịn nha. Nhìn nó xoay xoay nhìn thích cực. Rồi, lấy ruby nữa nè. Có redstone nữa hả? Thôi redstone không cần đâu. Làm một cái cây cầu qua bên đây coi. Đó, xuống đây. Kim cương. Nhưng mà có quái. Nguy hiểm nha, nguy hiểm, nguy hiểm. Zombie. Con zombie đẩy có con creeper ấy, lọt xuống dưới luôn rồi. Thiệt tình luôn á, đồng đội mà cũng đẩy nhau nữa. Rồi, giờ mình sẽ lắp ở phía dưới này lại. Và chúng ta sẽ đi lấy những viên kim cương đầu tiên trong ngày hôm nay nhá. Mới vô đã để nhặt kim cương rồi. Để coi coi hết chưa. Còn có vẻ hết rồi đó. Rồi, mình sẽ cắm đố lên đều đều. Đây còn cái gì nữa nè, đào ra thử coi. Ô, cái này đào không được. Ồ, vậy là cái cúp mình chưa đủ cấp độ để đào á. Tiêu diệt, tiêu diệt, tiêu diệt, tiêu diệt con này luôn. Tiêu diệt nè. Rồi, và đây có cái cục đá kinh nghiệm. Đào luôn, ngại gì mà không đào. Cục đá free mà có kinh nghiệm mà. Giờ mình sẽ đi xuống đây để thắp đuốc một cách. Úi da. No 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 no. Ăn 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 vô ăn vô vô. Ăn thịt bò, ăn thịt bò. Đó, cho nó hoàn máu lại. Rồi. Ý. Ý. À, ui, ui, không lọt hả? Lọt xuống dưới đi, lọt xuống dưới đi. Lọt, lọt xuống dưới. Ồ, may quá, may quá. Rồi, giờ mình sẽ ăn vô một cái, rồi sẽ lấy kim cương nhá. Không biết đủ 3 viên không, để mình làm một cây cúp kim cương luôn. Một viên nè, hai viên. Hả? Ồ, có hai viên thôi. Buồn ghê, có hai viên thôi à. Mà thôi kệ đi, có được hơn không á các bạn. Rồi, quay lên đây để lấy sắt và nâng cấp lên cây hammer bằng sắt luôn thôi. Ui, nhọn nhọn, 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 nhọn nhọn nè. Rồi, lấy sắt ra. Wow, quá trời sắt luôn. Giờ mình sẽ vứt bớt đá đi, để chúng ta làm một bộ giáp sắt mặc cho nó xịn nha. Đây, mình mới có cái ủng mà, ủng mới có cái quần à. Mình sẽ làm một cái áo giáp nè. Rồi, lấy áo giáp mặc. Mặc áo giáp vô. Kế tiếp sẽ làm một cái nón. Đó, rất là xịn rồi. Vứt cái này ra đi, đội nón vô và thêm một cái đôi ủng nữa. Để coi còn sắt chưa. Đây, làm một đôi ủng là xong. Còn bên đây thì mình sẽ làm ưu tiên để làm cái cây hammer nhá. Đây, đặt cái bàn hammer crafting vào và chế tạo thôi. Cần làm thêm que nữa, tại vì làm cái này cần 4 cái que lận. Lại đây làm gì? Và đằng kia còn ruby hay sao kìa.
để mình lấy hết ruby mang về luôn á các bạn ơi. Này mình sẽ lấy cúp sắt đào ra. Đó, được 4 viên ruby rồi, là làm được hai cái mũ khoan rồi đó. Rồi đặt cái này vào, đặt sắt vào, ta da, được rồi. Vứt cây bằng đá ra đi. Đó. À bây giờ mình sẽ coi tầng 13 là ở tầng 11 là tầng nào nhá. Này tầng hầu như là hồi nãy á là tầng 11 thì phải. Đây còn ruby nè, lấy luôn. Ruby thường thường thì nó sẽ spawn hai quặng kế bên đấy các bạn ơi. Thành ra đào một lần là được hai cục không à. 13 nè. 12. 11. Đó, ngay từ đây thì mình sẽ bắt đầu dùng cái cây hammer của mình. Đó, đập ra. Wow, đi mai như vậy thì thích cực luôn. Nhanh cực kỳ, nhanh cực kỳ. Cắm đuốc một cái. Rồi, đào thẳng về phía trước coi. Phía trước không có còn mấy cái hồ lava. Mà không sao, đào gì biết đâu mình lại tìm được kim cương á. Đào ra, đào ra. Nè, có vàng nè. Wow, có vàng luôn. Vàng thì mình sẽ làm mà được cái mũ khoan nè. Đó, chỉ cần hai khối vàng, hai quặng khô sắt và một cái cây gậy và hai viên ruby thôi, rất là rẻ. Vứt cái này ra để nhặt vàng coi. Đó, đi tiếp đi tiếp. Rồi giờ mình sẽ đào một khúc nha, để coi có tìm được kim cương không nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn khi mình đào cái cây hammer nè, nó gần hư nhá. Ok các bạn ơi, sau một lúc đào thì mình đã tìm được cái quặng kim cương này nè. Nhưng mà nó khác so với quặng kim cương hồi nãy, là nó giống như quặng vàng vậy đó. Đập một lần là nó ra hai quặng hay sao á. Để mình đào thử ra nha. Ồ, đào một quặng á là ra được hai viên kim cương luôn. Thích ghê á, tự nhiên là ủa đây vàng nữa nè, đập một cái nè. Đó, nó ra hai cái quặng vàng nha. Và cho thêm mình kinh nghiệm nữa chứ, rất là thích luôn. Rồi giờ mình sẽ đào tiếp đến khi nào mình tìm thêm được một ít kim cương nữa nha các bạn. Wow. Mình đã tìm thêm được cái quặng emerald giống như cái quặng kim cương hồi nãy nè. Đó, đập một phát được hai viên luôn. Cái này còn nữa. 3. 6. Đào 3 quặng mà ra tới 6 viên kim cương lận. Ồ, viên emerald lận. Wow. Ở đây còn quặng gì màu tím nữa nè. Cái gì đây? Amethyst. Amethyst. Cái này làm được gì không? Mình không biết nữa. Đây có mấy cái quặng lạ không à. Wow, mà thôi kệ, đào đi, biết đâu nó lại cần thiết trong thời gian sắp tới thì sao. Và đây tốt thui vậy ta. Ở đây có một ít vàng nè, để mình tranh thủ mình đào một ít vàng để mang về để chúng ta sử dụng trong thời gian sắp tới nha. Rồi đào ra. Ồ, ít kia còn quá trời. Quặng quặng gì ta, cái quặng là fairy dust các bạn ơi. Rồi đây sắt ở đây nữa. Ta da, xong. Rồi giờ đi qua hướng bên đây thôi. Đặt một cái cầu bằng đá cuội nè. Ủa cái đây có than nè. Cái này than này chắc ra nhiều than lắm luôn á. Rồi lấy than nè, cắm đuốc lên. Wow, có sắt á, lấy luôn. lấy hết. Và bên kia còn đường nữa. Ô có này quặng gì màu trắng nữa nè. Ô nhiều quặng lạ vậy. Mình vứt bớt mấy cái đá này coi, để mình coi cái quặng này quặng gì nha. Ồ, cái này chắc là bạc á. Úi da, cắn lén. Chơi mà cắn lén để coi. Silver, đúng rồi, cái này là bạc nè. Wow, có bạc luôn. Và qua bên đây. Bên đây vẫn là mấy cái quặng amethyst. Quặng fairy chứ nhầm. Và coi còn kim cương không. Có vẻ ở đây không có kim cương rồi. Nhưng mà mình cần phải bứt bớt đồ cái đã, tại vì giờ chặt chọi quá. Có luli á, lấy luli luôn. Wow, quá trời. Đi mai vậy thích ghê. Rồi nhảy qua đây một cái. Giờ mình chưa có xô nước thành ra mình hơi lo á. Để một xíu mình đi về cái chỗ này đi cá luôn nha. Tại vì trong đây nó có cái mod minimap giúp mình có thể tele lại cái chỗ mình đánh dấu ấy, rất là tiện luôn. Rồi có vẻ ở đây hết rồi, chắc bây giờ mình sẽ quay trở lại cái chỗ này tiên cá nha. Và quên nữa, một xíu mình phải làm dấu cái chỗ
cái gì ta, cái chỗ ngoài làng của mình nữa, để mình có thể di chuyển về dễ dàng hơn á. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình quay về nhà nhá. Mình đã trở về ngôi làng rồi đây. Bây giờ mình sẽ vào bên trong ngôi nhà, thắp đuốc lên một cái, thắp ở đây một cây nữa, đặt cái giường để xíu mình ngủ nha. Và sau chuyến đi lần này á, thì mình đem về khá là nhiều khoáng sản luôn. Được một ít sắt ở đây này, một ít vàng, một ít redstone, được thêm cái quặng amethyst này với cái ruby á. Ruby mình có thể làm được cái mũi khoan luôn á. Ruby đây, ruby đây. Để buổi sau mình sẽ cố gắng tìm được những khối vàng nè, để chúng ta có thể làm mũi khoan này để đi mai cho dễ dàng hơn nha. Ngoài ra mình còn phát hiện ở đây nó còn có những cái cây kiếm. Đây 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 đây, laser blade này các bạn ơi. Công thức rất là dễ luôn. Cần có kim cương nè, sắt, đá phát sáng và khối redstone thôi. Mà nó lại có cái dòng hại thay ma 5 nữa, 10 sức tấn công. Wow, để sắp tới mình sẽ cố gắng chế tạo cây này nha. Và như vậy trong ngày hôm nay á, thì mình đã có một cái khởi đầu khá là thuận lợi rồi. Và trong thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng farm thêm mấy quặng sắt để chúng ta chế tạo những đồ cần thiết nha. Và nếu như các bạn yêu thích series này thì đừng quên ấn like để ủng hộ Lộc có thêm động lực để làm tiếp series này nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.